Xin chào, xin mời các bạn đến tham quan quảng trường Times Square của thành phố New York nhé. Mình livestream luôn cho mọi người đây. Wow, quảng trường nổi tiếng này to quá đi, đông người luôn á, nhộn nhịp, phồn hoa đô hội dễ sợ luôn. Ồ, có khóa học online tương tác của bạn là triệu phú luôn ta. Các chuyên gia bà Lanh này chịu chơi ghê ta, đặt bản quảng cáo trên thành phố lớn luôn á. Ừ, mấy khóa học này đây hay mà, phải quảng cáo bên đây để các bạn gần xa đều có thể tham gia được chứ. À, trên màn hình là khóa tướng và tâm người quản lý đó các bạn. Tôi nghe tên khóa học này đã thấy hấp dẫn rồi đây. Tiếp theo tôi xin mời các bạn đến với một địa điểm khác nha. Chúng ta cùng khám phá những điều mới lạ khác nha. La 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 la. Tới nơi rồi. Dù cho đi làm. Ủa, rồi, bản quảng cáo khóa học online của các chuyên gia Berlin cũng có đây luôn nè. Chỉ khi bạn các chuyên gia này chơi hoành tráng lệ luôn kìa ta. Và thành công bền vững được đúng không nào các bạn? Sẽ giới thiệu thêm các khóa học trong series Nhân và Tâm để các bạn tham khảo nha. Đầu tiên là khóa Nhân tướng học căn bản. Tiếp theo là khóa Nhân và Tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên. Sau đó, bạn sẽ học về 4 kiểu người khác nhau trong những thời điểm và tùy chương trình nữa đó các bạn ạ.